là một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng của Jane Austen Kiêu hãnh và định kiến đang được chia sẻ trong không gian của xóm nhiều chuyện với phần dẫn dắt quanh bóng đêm Chúng ta đang dừng chân tại chương 23 khi thông tin về việc bản thân của Elizabeth là Charlotte Lucas chuẩn bị trở thành bà Collins được công bố Phản ứng của mọi người sẽ là như thế nào? Elizabeth đang ngồi với mẹ và mấy chị em, ngẫm về điều mình vừa nghe và phân vân không biết có được phép nhắc đến không thì chính ngài William Lucas xuất hiện. Ông được con gái nhờ đến để thông báo cho gia đình biết việc cô hứa hôn. Chúc tụng họ dối rít và rất tự mãn về triển vọng thông gia giữa hai nhà. Ông kể lể sự tình trong một cử tọa, không chỉ sừng sốt mà còn hồ nghi. Bà Bennett chẳng giữ ý tứ gì mà cứ khăng khăng quả quyết chắc ông lầm cả rồi còn Lysia luôn vô ý và thường vô phép kêu tướng lên. Trời đất, ngài William, làm sao ngài kể một chuyện như vậy được? Ngài không biết là anh Colin muốn cưới Lizzie sao? Phải có tính dễ dãi của một triều thần mới chịu đựng được mà không nổi giận trước lối xử sự như vậy. Nhưng vì được giáo dục tốt nên ngài William chịu được hết mọi điều này. Và dù ông xin phép được khẳng định thông tin của mình là sự thật Ông cũng theo phép lịch sự mà nhẫn nhục lắng nghe hết mọi lời lẽ sắc sược của họ. Đến đây thì Elizabeth cảm thấy mình có phận sự giải vây cho ông khỏi một tình huống khó chịu như vậy. Cô đứng ra xác nhận điều ông kể. Nhắc là mình đã được chính Charlotte cho biết chuyện và nồng nhiệt chúc mừng ngày William nhằm chấm dứt mọi kêu ca của mẹ và các em. Jane mong mắn phụ họa với cô nhận xét đủ điều về hạnh phúc có thể mong đợi từ đám này. Nhân cách ưu tú của anh Colin và khoảng cách thuận tiện từ Hotspot đến London. Thực ra thì bà Bennett bàng hoàng quá đỗi nên không nói gì nhiều khi ngài William còn ở đó. Nhưng ông vừa ra về thì bà đã lẹ làng chút ra cho hả mọi cảm xúc. Thứ nhất, bà cứ khăng khăng không chịu tin toàn bộ chuyện này. Thứ hai, bà Đinh Ninh là anh Colin đã bị phỉnh phờ. Thứ ba, bà tin rằng hai người họ sẽ không bao giờ hạnh phúc với nhau. Và thứ tư, đám này ắt rồi cũng dã mà thôi. Dẫu là thế thì từ toàn bộ chuyện này, ta cũng có thể dễ dàng suy ra hai điều. Một, Elizabeth mới đích thị là nguyên nhân của chuyện tai hại này. Hai, bà đã bị tất cả bọn họ đối xử tệ bạc. Và bà cứ đay đi, đi đây lại, chủ yếu hai điểm này đến hết ngày hôm đó chẳng có gì khiến bà nguôi ngoai và không xoa dịu được đến hết ngày hôm ấy bà cũng không phơi đi được nỗi oán giận một tuần trôi qua rồi bà mới nhìn mặt elizabeth mà không nhiếc mắng một tháng trôi qua bà mới mở miệng cười nói với ngài william hay phu nhân lucas mà không vô phép và nhiều tháng qua đi thì bà mới chịu tha thứ cho cô con gái Cảm xúc của ông Bennett trước việc này điềm đạm hơn nhiều. Ông tuyên bố thực ra ông cảm thấy hết sức dễ chịu. Ấy là bởi ông nói, ông cảm thấy hài lòng phát hiện ra rằng Charlotte Lucas, người ông vẫn nghĩ là khá khôn ngoan, hóa ra cũng ngu ngốc như vợ của ông và ngu ngốc hơn con gái ông. Jane thì thú nhận, cũng có phần ngạc nhiên về đám này. Nhưng cô nói về nỗi sững sờ thì ít, mà thật tâm mong muốn họ hạnh phúc thì nhiều, Elizabeth cũng chẳng thể thuyết phục chị mình tin rằng không thể có chuyện đó. Kitty và Licia thì còn lâu mới ganh tị với cô Lucas, bởi Colin chỉ là một mục sư. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến hai cô, mà chỉ là một mầu tin để các cô đi rêu rao khắp Merrington. Phu nhân Lucas không khỏi cảm thấy đắc thắng vì đã trả đũa được bà Bennet khi gả được con gái cho đám tốt. Bà hay cái long bon hơn trước để khoe là mình sung sướng biết bao, dù những cái nhìn cáu kỉnh và những câu nói khó chịu của bà Bennet ắt cũng đủ để xua đi niềm sung sướng đó rồi. Elizabeth và Charlotte đều dè dặt không nhắc gì đến chuyện này. Elizabeth cảm thấy chắc chắn sẽ không bao giờ còn giải bày tâm sự thực sự nào giữa họ nữa. Nỗi thất vọng về Charlotte khiến cô quay qua chiều mến quan tâm chị gái của mình nhiều hơn. Cô tin chắc đánh giá của mình về tính chính trực và sự tinh tế của chị sẽ không bao giờ thay đổi. Cô cũng càng lúc càng lo thêm về hạnh phúc của chị, vì bên Lê đi cả tuần nay rồi mà không nghe tin gì về chuyện quay lại. Jane đã sớm trả lời thư của Caroline và đang đếm từng ngày đến khi cô có thể hợp lý mà mong nhận được thư hồi âm. Là thư cảm ơn mà Colin hứa hẹn đã tới hôm thứ ba để gửi cho cha họ và được viết bằng tất cả sự hàm ơn long trọng cứ như thể anh ta vừa mới đến ở lại trong căn nhà cả năm trời vậy. Cất đi được khái nặng trong lương tâm về điểm này, anh ta chuyển sang báo cho họ biết. Bằng nhiều diễn đạt ngây ngất về niềm hạnh phúc khi chiếm được tình cảm của người hàng xóm đáng mến của họ là cô Lucas. Đoạn anh ta giải thích rằng, chỉ vì muốn được bầu bạn với cô và anh ta đã rất sẵn lòng đáp ứng ý nguyện tử thế của họ là gặp lại anh ta tại Longsbourne anh ta mong được quay lại đó vào thứ hai sau hai tuần nữa. Bởi vì phu nhân Catherine, anh ta nói thêm, nhiệt tình tán thành hôn sự của anh ta đến mức bà mong nó diễn ra càng sớm càng tốt. Anh ta tin đó sẽ là một lý lẽ không thể bác bỏ để Charlotte đáng yêu sớm dự định ngày cho anh ta được trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất. Việc Colin quay lại Hertfordshire đã không còn là chuyện vui đối với bà Bennet. Trái lại, và cũng sẵn lòng ca cầm chuyện này như chồng. Thật lạ là, anh ta lại đến Longsbourne thay vì đến trang viên của Lucas. Chuyện này cũng thật bất tiện và vô cùng phiền toái. Bà ta ghét có khách trong nhà khi mà tình trạng sức khỏe của bà đang rất kém và trong thiên hạ thì đôi lứa là những kẻ dễ ghét nhất. Đó là những lời lầm bầm lầm bầm của bà Bennet và chúng chỉ nhường chỗ cho nỗi buồn khổ lớn hơn là anh Bingley vẫn chưa trở về. Jane và Elizabeth đều thấy bứt rứt về đề tài này. Ngày lại ngày vẫn không có thêm chút thông tin gì về anh, ngoài tin đồn chẳng mấy chốc lan khắp Merrington rằng hết mùa đông này anh sẽ không về Netherfield. Tin đồn này làm cho bà Bennet giận sôi gan và lần nào thì bà cũng cãi, đó là tuyên bố sai lầm bị ổ nhất. Ngay cả Elizabeth cũng bắt đầu thấy sợ chẳng phải vì sợ binh lê hở hững mà rằng chị em anh sẽ đạt được mục đích giữ chân anh ở xa. Dù cô không sẵn lòng thừa nhận một ý nghĩ có thể làm tiêu tan hạnh phúc của Jen thế này. Một ý nghĩ đáng hổ thẹn cho lòng trung thủy của người yêu chị như thế. Cô cũng không thể ngăn ý nghĩ ấy thường xuất hiện. Cô sợ rằng sự hợp lực của hai chị em nhẫn tâm và người bạn áp đảo lại thêm những nét hấp dẫn của cô Daisy cùng các thú vui ở London Biết đâu mạnh hơn tình cảm quyến luyến của anh Bingley Về phần Jane Lẽ tất nhiên nỗi băn khoăn của cô Trong tình trạng phấp phỏng này khổ sở hơn của Elizabeth Nhưng dù cảm thấy thế nào Thì cô cũng không muốn che giấu Vì vậy mà giữa cô và Elizabeth Đề tài này không bao giờ được nhắc đến Nhưng vì không có sự tế nhị nào như vậy kiềm chế được bà mẹ Hiếm có giờ nào trôi qua mà bà không nhắc đến Bingley Tỏ ý sốt ruột mong anh tới hay thậm chí còn đòi Jane thú thật xem nếu anh không về lại thì cô có nghĩ mình bị đối xử tệ bạc lắm không? Jane phải luôn một mực dịu dàng mới khá bình thản chịu đựng trước được những màn tấn công như vậy. Thứ hai tuần sau, Colin quay lại như đã hẹn, nhưng anh ta không được Longsbon tiếp đón nhã nhặn như lần đầu ra mắt. Thế nhưng, anh ta thấy ngập tràn hạnh phúc nên cũng chẳng cần được ai quan tâm gì mấy và cũng chúc phúc cho những người khác anh ta bận bịu yêu đương nên họ đỡ phải tiếp chuyện anh ta nhiều. Hầu như cả ngày anh ta ở bên trang viên Lucas, nhiều khi về Long chỉ vừa kịp lúc cả nhà đi ngủ để cáo lỗi mình vắng mặt. Bà Bennett ở trong tình trạng quả là đáng thương. Chỉ cần nhắc gì dính dáng tới đám đó thôi cũng đủ khiến cho bà rơi vào tâm trạng buồn bực khổ sở. Và đi tới đâu, bà cũng tin chắc là sẽ nghe thiên hạ bàn tán về chuyện này. Cứ thấy mặt cô Lucas là bà phát ghét, vì cô là người kế tục bà trong ngôi nhà đó. Bà nhìn cô bằng nỗi khinh ghét đố kỵ. Mỗi khi Charlotte đến thăm họ, bà kết luận là cô trông chờ tới giờ phút được chiếm hữu. Còn mỗi khi cô thì thầm với Colin, bà cầm chắc rằng họ đang bàn về điền sản Longsmon và dắp tâm đuổi cổ bà cùng bấy con gái ra khỏi nhà ngay khi ông Bennet qua đời. Bà cay đáng kêu ca tất thảy những điều này với chồng. Bennett ơi, quả thực khó mà nghĩ rằng Có ngày Charlotte Lucas lại trở thành Bà chủ của ngôi nhà này Rằng tôi buộc phải nhường chỗ cho nó Sống mà nhìn nó chiếm chỗ trong đó Bà nói ạ à, Đừng buông trôi theo những ý nghĩ U ám như thế nữa chứ Ta cứ cầu mong mọi chuyện tốt đẹp hơn Ta cứ tự đắc rằng tôi lại là Người sống lâu hơn không chừng Nghe thế, bà Bennett cũng chưa được khuây khỏa cho lắm, nên thay vì trả lời Bà lại tiếp tục như cũ tôi không chịu nổi khi nghĩ rằng chúng lại ấm hết điền sản này nếu không có cái vụ thừa kế thì tôi sẽ chẳng để tâm đâu bà sẽ chẳng để tâm đến chuyện gì tôi sẽ chẳng để tâm chuyện gì cả ta cứ mừng là bà tránh được khỏi tâm trạng vô tình như thế đi tôi chẳng bao giờ thấy mừng được đâu ông bennett ơi về bất cứ gì trong chuyện thừa kế sao ai lại có lương tâm đem hết điền sản của con gái đi cho thừa kế chứ tôi không sao hiểu nổi mà lại cho colin hết cả nữa chứ sao anh ta lại được nhiều hơn ai khác? Tôi để chuyện đó cho bà phân định đấy. Ông Bennett trả lời. Ai lấy làm tiếc đã không kịp đến chào từ dã bạn bè ở Hertfordshire trước khi rời vùng quê. Niềm hy vọng đã tiêu tan hoàn toàn. Và đến khi Jane có thể chú tâm đọc hết lá thư, thì ngoài tình cảm người viết tự dưng ra, cô không tìm thấy mấy điều cho mình chút an ủi. Phần lớn thư dành để ca tụng Darcy Thư nhắc mãi về nhiều nét cuốn hút của cô bé. Caroline còn sung sướng khoe rằng họ ngày càng thân thiết hơn và mạn phép tiên đoán những ước muốn của cô ta trình bày trong thư trước sẽ thành hiện thực. Cô ta còn hết sức vui mừng kể chuyện anh trai đang sống trong nhà anh Darcy và ngây ngất nhắc chuyện anh Darcy dự tính sắm sửa đồ nội thất mới. Elizabeth sớm được Jane thuật lại phần lớn những điều này, nghe mà giận sôi trong bụng. Lòng cô vừa lo lắng cho chị, vừa oán giận hết mấy kẻ kia. Cô không tin điều Caroline khẳng định là anh trai cô ta thích cô Darcy. Si. Chuyện anh thật lòng mến Jane thì cô cũng chẳng nghi ngờ gì hơn trước. Và đã đành, cô vẫn luôn sẵn lòng quý mến anh. Cô vẫn không khỏi nghĩ mà tức giận, khó mà không khinh bỉ cái tính dễ dãi, thiếu cương quyết đúng mực giờ đã biến anh ta thành nô lệ cho những người thân quỷ quyệt và giận anh tới chỗ để mất hạnh phúc riêng vì ý thích thường thường của họ. Tuy nhiên, nếu chỉ có hạnh phúc riêng của anh phải hy sinh, thì anh được phép đem nó ra đùa bỡn thế nào tùy thích. Đằng này, hạnh phúc của chị cô có liên quan mà cô nghĩ chính anh phải biết điều đó. Tóm lại, đó là một đề tài ta sẽ mông lung nghĩ ngợi mãi và chắc chắn là vô ích cô không thể nghĩ đến điều gì khác. Thế nhưng dù tình cảm của Biên Lê quả thực đã phai nhạt đi rồi hay vì người thân bạn bè can thiệp mà phải kìm nén, dù anh có biết sự quyến luyến của Jane hay anh đã không nhận thấy, bất luận thế nào dẫu sự khác biệt sẽ ảnh hưởng đáng kể đến đánh giá của cô về anh, thì tình cảnh của chị cô vẫn vậy. Sự bình yên của chị cô đằng nào cũng đã bị xáo trộn. Vài ngày trôi qua rồi, Jane mới có can đảm tâm sự với Elizabeth nhưng khi bà bennett rốt cuộc cũng để họ được một mình với nhau sau khi bực tức lâu hơn bình thường về Netherfield và chủ nhân của nó chị cô không nhịn được và nói ồ oh, ước gì mẹ thân yêu kiềm chế hơn mẹ không biết mẹ làm chị đau lòng đến thế nào khi cứ nghĩ mãi đến anh ấy nhưng chị sẽ không than vãn đâu chuyện này không thể kéo dài mãi được anh ấy sẽ chìm vào quên lãng rồi tất cả chúng ta sẽ lại như xưa Elizabeth ái ngại ngờ vực nhìn chị nhưng không nói gì. Em nghi ngờ chị đấy ư? Jane nói hơi đỏ mặt. Thật đấy, em chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả. Anh ấy có thể sống trong ký ức của chị như người đàn ông đáng mến nhất mà chị từng quen. Nhưng chỉ là vậy thôi. Chị chẳng có gì để hy vọng hay lo sợ, cũng chẳng có gì để trách cứ anh ấy. Tạ ơn Chúa, chị không có cái nỗi nhớ ấy. Vì thế, một thời gian ngắn nữa thôi, rồi tất nhiên chị sẽ cố để cảm thấy khá hơn." Rồi bằng giọng mạnh mẽ hơn, cô nói thêm ngay, "Chị sẽ có ngay niềm an ủi này, rằng đó chẳng qua là do chị mơ mộng hão huyền về chuyện đó, chẳng gây tổn hại đến ai ngoài mỗi mình chị." "Jane thân yêu của em." Elizabeth thốt lên, "Chị quá tốt bụng, sự dịu dàng và tính vô vụ lợi của chị như một thiên thần. Em không biết phải nói gì với chị đây." em cảm thấy như thể mình chưa bao giờ đánh giá đúng chị hay yêu thương chị sao cho xứng cô bennett một mực xua đi là mình không có phẩm chất gì xuất sắc cả rồi khen lại tình cảm nồng hậu của em không elizabeth nói chuyện này không công bằng chị muốn nghĩ rằng cả thiên hạ ai cũng đáng kính và thấy đau lòng khi em nói xấu về ai em chỉ muốn nghĩ chính chị mới hoàn hảo thì chị lại bác đi đừng sợ rằng em sẽ đâm ra thái quá. Em xâm phạm cái quyền có thiện ý đối với tất cả mọi người của chị. Chị không cần thế đâu. Có rất ít người em thật lòng yêu thương và càng ít người hơn được em nghĩ tốt. Càng gặp gỡ nhiều người thì em lại càng ngao ngán và em ngày càng tin rằng thiên hạ ai cũng dễ thay lòng đổi dạ. Và khó mà tin vào cái vẻ xứng đáng hay lý trí bề ngoài. Gần đây em đã gặp hai trường hợp một thì em không nhắc đến, còn trường hợp kia là hôn nhân của Charlotte. Chuyện đó thật không thể hiểu nổi. Chuyện đấy hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đi gì yêu quý, đừng buông trôi theo những cảm xúc thế này, nó sẽ tàn phá niềm hạnh phúc của em. Em chưa cân nhắc đủ sự khác biệt trong hoàn cảnh và tâm tính. Hãy nghĩ đến sự đáng kính của Colin và tính cách thận trọng chắc chắn của Charlotte. Hãy nhớ rằng, Chị ấy thuộc một gia đình có đông anh em Và về tài sản Đó là đám xứng hợp nhất Cho nên hãy vì mọi người Mà sẵn lòng tin rằng Chị ấy cũng cảm thấy một tình cảm gì đó Như sự quan tâm kính trọng Dành cho anh họ của chúng ta Để chiều lòng chị em sẽ cố tin Hầu như bất cứ điều gì Nhưng em có tin như vậy Thì cũng không lợi lộc gì cho ai cả Bởi nếu em mà tin rằng Charlotte quý trọng gì anh ta, em sẽ không nghĩ xấu về tình cảm của chị ấy như lúc này nữa mà chỉ thấy chị ấy thật thiếu hiểu biết, Jane yêu dấu ạ. À? Anh Colin là người đàn ông tự phụ, kiêu căng, thiển cận. Chị cũng biết rõ điều đó như em rồi đấy. Nên chị phải cảm thấy, cũng như em, rằng người phụ nữ cưới anh ta không thể nào có cách nghĩ đúng. Chị không thể binh vực chị ấy, dẫu đó là Charlotte hay Lucas. Vì một cá nhân, chị không thể làm thay đổi ý nghĩ của nguyên tắc và sự chính trực. Cũng không thể nỗ lực khiến chính trị hay là em tin rằng tính ích kỷ là thận trọng và sự vô tình không biết đến mối nguy hại là thứ bảo đảm hạnh phúc? Chị thấy lời lẽ của em khi nói về cả hai người ấy quá mạnh mẽ đấy, Jane đáp. Và chị hy vọng em sẽ tin điều chị nói khi thấy hai người họ hạnh phúc với nhau. Nhưng thôi chuyện này như vậy là đủ rồi, em ngụ ý điều khác. Em nhắc đến hai trường hợp. Chị không thể hiểu lầm em được nhưng chị xin em ly yêu dấu đừng làm chị đau lòng mà nghĩ người ấy đáng trách và nói rằng em đã đánh giá anh ấy thấp đi ta không được vội vàng cho rằng mình bị người ta cố ý làm tổn thương ta đâu thể trông chờ một thanh niên sôi nổi lại phải luôn thận trọng và dè dặt thường thì chính thói hão huyền tự phụ mới khiến cho ta lầm tưởng mà thôi phụ nữ hay lầm tưởng sự ngưỡng mộ có hàm ý nhiều hơn thực chất còn đàn ông phải cẩn thận không được để họ lầm tưởng như vậy nếu họ cố tình làm thế thì không có gì biện minh cho họ được nhưng chị không nghĩ thiên hạ có lắm mưu mô như một số người vẫn hình dung em hoàn toàn không cho rằng trong những xử sự, sự của anh binh lây có chút gì đó là mưu đồ elizabeth nói nhưng dù không dốc tâm làm điều gì sai trái hay khiến người khác buồn khổ thì vẫn có thể phạm sai lầm và vẫn có thể có khốn khổ tính hời hợt, thiếu để tâm đến cảm xúc của người khác và thiếu quyết đoán sẽ gây ra điều đó. Vậy là em quy chuyện này cho một trong những nguyên cớ này sao? Phải, cho cái sau cùng. Nhưng nếu em tiếp tục, em sẽ làm chị phiền lòng vì nói ra điều em nghĩ về những người chị quý trọng. Nếu chị muốn ngăn em thì vẫn còn kịp đấy. Vậy là em vẫn dứt khoát cho rằng chị em anh ấy đã tác động đến anh ấy sao? Phải, cùng với bạn của anh ấy chị không tin được chuyện đó, sao họ lại phải cố tác động đến anh ấy, họ chỉ có thể mong anh ấy hạnh phúc và nếu anh ấy yêu chị thì không người phụ nữ nào khác có thể bảo đảm được hạnh phúc cho anh ấy. Luận điểm đầu tiên của chị sai rồi, biết đâu họ còn muốn nhiều thứ khác nữa ngoài hạnh phúc của anh ấy. Biết đâu họ ước anh ấy có nhiều của cải và địa vị hơn, biết đâu họ mong anh ấy cưới một cô gái có đủ cả tiền của, bà con quyền quý và tính kiêu hãnh. Rõ ràng là họ có mong anh ấy chọn cô Darcy, Jane đáp. Nhưng điều này có thể là vì những tình cảm cao đẹp hơn là em giả định. Họ quen cô bé lâu hơn quen chị, chẳng lạ nếu họ quý mến cô bé hơn. Nhưng dù họ mong muốn gì đi chăng nữa, thì cũng khó có chuyện họ chống đối ước muốn của anh trai. Chị em gái kiểu gì lại cho rằng mình được tự tiện làm như vậy chứ, trừ phi có điều gì đáng chê trách lắm nếu họ tin anh ấy yêu chị, họ sẽ không cố chia rẽ bọn chị. Và nếu anh ấy yêu chị thật, họ cũng không thể nào đạt được mục đích. Giả định một tình cảm như vậy là em sẽ khiến mọi người cư xử xấu xa sai trái và khiến chị rất đau buồn. Đừng làm chị khổ mà nghĩ như vậy nữa. Chị không xấu hổ vì mình đã lầm hay ít nhất chuyện đó không quan trọng. Nó có là gì khi sánh với điều chị sẽ cảm thấy khi nghĩ xấu về anh ấy hay chị em của anh ấy. Hãy để chị được hiểu chuyện này theo cách tốt đẹp nhất, theo cách chị có thể hiểu chuyện này. Elizabeth không thể làm trái một mong muốn như vậy, nên từ hôm đó tên anh Bingley chẳng mấy khi được nhắc đến giữa hai chị em. Bà Bennet vẫn tiếp tục thắc mắc và kêu ca vì anh Bingley không quay lại nữa. Và dù hiếm có ngày nào trôi qua, bà Elizabeth không giải thích rõ ràng. Nhưng chẳng mong gì bà nhìn nhận chuyện đó mà đỡ thấy hoang mang. Con gái bà cố khiến bà tin cái điều Mà chính cô cũng không tin Rằng những quan tâm anh dành cho Jane Chỉ là kết quả của một sự cảm mến Thoáng qua bình thường Khi anh không còn gặp chị nữa Thì tình cảm cũng nhạt phai Nhưng dù lúc đó bà có công nhị điều này Có lẽ đúng Bà vẫn nhắc đi nhắc lại chừng ấy chuyện đó mỗi ngày Điều khiến bà Bennett thấy an ủi nhất Là chắc hẳn đến hè Anh Bingley sẽ quay lại Thái độ của ông Bennett Về chuyện này lại khác Vậy là ly này Ông nói Cha thấy rằng chị con đang phiền muộn vì yêu Cha chúc mừng nó đấy Sau chuyện lấy chồng thì một thiếu nữ Cũng thỉnh thoảng đau khổ đôi chút vì yêu Cũng là có cái để nghĩ ngợi Và nó làm cho cô ta khác biệt đôi chút với chúng bạn Bao giờ thì đến lượt con đây Con sẽ khó mà chịu để Jane qua mặt đâu Giờ đến lượt con ở Merrington đây có đủ sĩ quan để làm mọi thiếu nữ trong vùng vỡ mộng. Hãy để Wiscom là người đàn ông của con. Cậu ta là anh chàng dễ thương Và sẽ phụ tình con đáng kể đấy Cảm ơn cha, thưa cha Nhưng chỉ cần một người đàn ông ít dễ thương hơn Là đã khiến con thấy mãn nguyện rồi Chúng ta không được mong rằng Ai cũng có may mắn như Jane Ông Bennett nói Đúng đấy, nhưng thật ấm lòng khi nghĩ Nếu có bất cứ chuyện gì tương tự xảy đến với con Thì con cũng có một người mẹ trừ mến Biết tận dụng chuyện ấy bầu bạn với anh Scam giúp xuôi đi đáng kể bầu không khí u ám, mà những sự việc éo le xảy ra gần đây bao trùm lên nhiều người trong gia đình của Longsmon. Họ gặp anh thường xuyên và giờ đây, ngoài những điều hấp dẫn khác ở anh, thì lại có thêm một tính cởi mở nữa với mọi người. Toàn bộ những gì Elizabeth đã được nghe, những lời anh kể về Darcy và mọi khổ sở Darcy gây nên cho anh, giờ đây được thừa nhận công khai và bàn tán không giấu giếm. Ai cũng hài lòng biết Mình vẫn luôn ghét cay ghét đắng Darcy si trước cả khi biết chuyện Chỉ mình cô bennet là cho rằng Trong trường hợp này Có tình tiết giảm nhẹ nào đó Mà mọi người Hedfordshire chưa được biết Tính công tâm dịu dàng và kiên định đó Khiến cô luôn mong muốn hòa giải Và cho rằng có thể có nhầm lẫn còn thì ai nấy đều chê trách Darcy si là kẻ không ra gì. Hết một tuần yêu đương và tính toán cho hạnh phúc anh Colin phải chia tay Charlotte đáng yêu của mình vì đã đến thứ bảy. Tuy vậy, nhờ những công việc chuẩn bị để đón cô dâu, ắt anh ta cũng khuây nguôi phần nào nỗi đau xa cách. Bởi anh ta có lý do để mong rằng khi mình về lại Hertfordshire thì họ sẽ sớm ấn định ngày để anh ta thành người đàn ông hạnh phúc nhất. Anh ta cũng trịnh trọng dã từ bà con ở Long Bon như lần trước. Lại chúc mấy cô em họ sức khỏe và hạnh phúc và hứa sẽ gửi cho cha họ một lá thư cảm ơn nữa. Thứ hai tuần sau đó, bà Bennett vui mừng đón tiếp em trai và em dâu đến nghỉ Giáng sinh ở Long Bon như mọi năm. Ông Gardier là người khôn ngoan lịch lãm hơn hẳn bà chị cả về tư cũng như tục. Các quý cô ở Netherfield sẽ khó mà tin được rằng một người đàn ông sống bằng nghề buôn bán và quanh đi quẩn lại chỉ thấy mấy cửa hàng của mình lại có giáo dục và dễ mến như thế. Bà Gardiner nhỏ hơn bà Bennett và bà Philip vài tuổi, là người phụ nữ khả ái, thông minh và tao nhã, được hết thảy mấy cô cháu ở Longbon vô cùng yêu mến. Nhất là hai cô chị, giữa họ và bà có một niềm quý mến đặc biệt. Hai cô vẫn thường lên ở lại chơi với mợ trên thành phố. Việc đầu tiên bà Gardiner làm khi tới là chia quà và mô tả về những kiểu thời trang mới nhất. Xong việc này rồi thì bà giữ vai trò thụ động hơn đến lượt bà lắng nghe. Bà Bennett có nhiều phiền muộn để kể lể và lắm chuyện muốn kêu ca. Từ lần trước bà gặp em dâu cho đến nay, cả nhà đã bị đối xử tàn tệ. Hai cô gái của bà đã suýt được thành hôn, vậy mà rốt cuộc lại chẳng có gì. Tôi không trách Jane, bà Bennett nói tiếp. Vì nếu được thì Jane đã có cậu Bingley, nhưng còn Lizzie. Ôi mỡ ơi, thật xót cả ruột khi nghĩ rằng đáng lẽ giờ này nó đã là vợ của cậu colin nếu không vì thói ương bướng của nó cậu ta ngỏ lời với nó ngay trong phòng này này vậy mà nó khước từ cậu ta bởi vậy nên phu nhân lucas sẽ gả được một đứa con gái trước tôi và điền sản long bon vẫn bị để thừa kế như lần trước nhà lucas quả là rất tài tình mợ ạ à. họ chỉ chăm chăm vào cái họ có thể lấy thôi tôi lấy làm tiếc phải nói như vậy về họ nhưng đúng là như thế đấy tôi căng thẳng và khổ sở lắm cơ, cứ bị cản mũi như thế ngay trong gia đình của mình, còn hàng xóm thì chỉ biết nghĩ cho họ trước tiên, nhưng mà mợ đến đúng lúc này thì thật là niềm an ủi lớn lao hơn cả. tôi rất vui khi nghe mợ kể cho mẹ con tôi về kiểu ống tay áo dài. bà gardiner đã được phần lớn tin này trong thời gian jane và Elizabeth thư từ qua lại với bà nên chỉ trả lời qua loa với chị chồng, và vì thương các cháu gái, bà lái cuộc trò chuyện đi sau đó khi chỉ còn một mình với elizabeth bà nói thêm về chuyện này dường như đó là một đám xứng hợp cho gen bà nói mọi tiếc là chuyện lại không thành nhưng những chuyện thế này vẫn xảy ra mà một thanh niên như cháu mô tả cậu biêng lây rất dễ phải lòng một thiếu nữ xinh xắn trong vài tuần và khi một việc tình cờ chia lìa họ thì anh ta cũng dễ dàng quên cô gái như thế những kiểu thay lòng đổi dạ này rất thường xảy ra một sự ủy lạo tuyệt vời theo cách riêng elizabeth nói nhưng cũng chẳng giúp gì cho chúng cháu đâu chúng cháu không đau khổ vì một việc tình cờ chẳng mấy khi có chuyện người thân can thiệp mà thuyết phục được một thanh niên có tài sản riêng không còn nghĩ đến một người con gái mà chỉ mới mấy ngày trước anh ta còn yêu say đắm nhưng diễn đạt yêu say đắm đó xáo mòn đáng ngờ không rõ ràng đến mức không giúp mợ có ý niệm gì nhiều Người ta dùng diễn đạt này để nói đến những mối cảm tình nảy nở chỉ sau nửa giờ quen biết, cũng nhiều như để nói về sự quyến luyến thật sự mãnh liệt. Cháu nói xem, cậu lây yêu say đắm là sao làm sao? Cháu chưa từng thấy sự cảm mến nào đầy hứa hẹn hơn thế. Anh ấy càng lúc càng lơ là với người khác và bị chị Jane cuốn hút hồn hoàn toàn. Mỗi lần họ gặp nhau thì điều này càng rõ ràng và chắc chắn hơn bao sở hết. Trong buổi khiêu vũ, anh ấy tổ chức anh ấy đã làm vài ba thiếu nữ phật ý vì không mời họ khiêu vũ. Chính cháu đây cũng nói với anh ấy rằng hai lần mà cũng không được trả lời gì cả. Có dấu hiệu nào rành rành hơn? Chẳng phải thái độ cộc lốc với mọi người chính là bản chất của người đang yêu hay sao? Ồ đúng vậy, chính là bản chất của kiểu tình yêu mà mợ cho rằng cậu ta đã cảm thấy. Tội nghiệp trên, mợ lấy làm tiếc cho nó vì với tâm tính của nó, nó không thể vượt qua chuyện này ngay Việc này đáng ra nên xảy đến cho cháu kìa, Lizzie. Cháu hẳn đã cười xòa mà quên đi sớm hơn rồi. Nhưng cháu nghĩ xem có thuyết phục được con bé chịu theo cậu mợ về thành phố được không? Thay đổi môi trường cũng giúp ích và có lẽ thoát được vòng vây của gia đình một chút thì cũng hữu ích lắm chứ. Elizabeth rất mừng nghe lời đề nghị này và tin chắc là chị mình cũng sẽ vui vẻ bằng lòng. Mợ mong rằng nó không để những suy nghĩ về chàng trai này làm ảnh hưởng nữa Bà Gardiner nói thêm. Hai bên sống ở khác khu vực trong thành phố. Mọi mối quen biết của hai bên khác xa nhau. Và cháu cũng thừa biết rồi đấy. Chẳng mấy khi cậu mợ ra ngoài nên rất khó có chuyện hai đứa nó gặp mặt nhau. Trừ phi quả thực cậu ta đến để gặp nó. Mà điều đó thì hoàn toàn không thể xảy ra. Vì giờ đây anh ấy đang được bạn trông chừng. Mà anh Darcy thì đời nào chịu đến khu vực đó ở London thăm Jane cơ chứ? mợ thân mến, sao mợ nghĩ đến chuyện như vậy được? Anh Darcy sì cũng có thể đã nghe nói về một nơi như thành phố Gatchers, nhưng anh ta khó mà nghĩ rằng một tháng rửa tội là đủ để tẩy xóa những ô uế nếu anh ta bước chân đến đó. Còn anh Biêng Lây thì xin cứ yên tâm, anh ấy không bao giờ bước chân ra khỏi nhà mà không có người kia. Thế thì càng tốt, hai đứa đừng bao giờ gặp mặt nhau. Nhưng mà Jane không tư từ gì với em gái cậu ta nhỉ? Con bé sẽ không khỏi đi thăm. Chị cháu sẽ không duy trì mối quen biết với cô ta nữa đâu ạ. Nhưng dù làm ra vẻ tin chắc về điểm này, cũng như về điểm còn đáng chú ý hơn nữa là biên lây bị ngăn cản gặp trên. Khi nghĩ kỹ, Elizabeth vẫn cảm thấy băn khoăn về đề tài mà cô vẫn tin chắc rằng cô không thấy chuyện này hết hy vọng hoàn toàn. Có lẽ đôi lúc cô còn nghĩ là rất nhiều khả năng. Tình cảm của anh biết đâu sẽ lại nồng cháy. Rồi ảnh hưởng của người thân chịu thua trước một quyền năng tự nhiên hơn là những nét quyến rũ của Jane. Cô bé nét sung sướng nhận lời mời của mợ. Đồng thời, nhà biên lây cũng không còn trong ý nghĩ của cô, ngoài hy vọng là nhờ Caroline không chung sống một nhà với anh trai. Cô có thể thỉnh thoảng đến chơi với cô ta một buổi sáng mà không có nguy cơ gặp mặt anh. Ông bà Dinner ở Đài Long Bon một tuần. Và nào là nhà Philip, nhà Lucas, các sĩ quan? Không có ngày nào là không có những mời mọc đãi đằng. Bà Bennett đã chuẩn bị đầy đủ để tiếp đãi những em trai và em dâu chu đáo đến mức họ không một lần được ngồi xuống ăn một bữa cơm thân mật gia đình. Khi những tiệc tùng diễn ra tại nhà thì bao giờ cũng có một số sĩ quan góp mặt. Và Wickham chắc chắn là một trong số ấy trong những dịp này bà gardiner sinh nghi vì thấy elizabeth nhiệt tình khen ngợi quan sát kỹ cả hai người theo những gì mà bà nhìn thấy thì bà không nghĩ là giữa họ có chuyện tình cảm nghiêm túc nhưng chuyện hai người họ ưu ái nhau thì đã đủ rành rành để bà cảm thấy hơi lo ngại nên bà quyết nói với elizabeth về chuyện này trước khi rời hoffershire và bà trình bày cho cô thấy sự dại dột nếu khuyến khích một mối gắn bó như vậy theo bà Gardiner thấy, thì Wickham biết cách làm người ta vui lòng, mà chuyện đó thì không liên quan gì đến những khả năng chung của anh. Độ 10 hay 12 năm trước, khi bà còn chưa lập gia đình, bà đã sống khá lâu ở chính vùng Devonshire, quê quán của anh ta. Vì thế họ có nhiều quen biết chung và mặc dù từ khi cha của Darcy qua đời, Wickham chẳng mấy khi ở đó, anh vẫn có thể cho bà thông tin mới về bạn bè cũ của bà hơn bà tự tìm được bà Catiner đã thấy Pembley và biết nhân cách của ông Darcy quá cố rất rõ. do vậy đây là đề tài trò chuyện không bao giờ cạn. cả hai người thích thú so lại những hồi ức về Pembley của bà với những mô tả tường tận của Wickham. cũng như khi bà có lời ca ngợi tính cách của người chủ sở hữu quá cố. khi được biết chuyện của cậu Darcy hiện tại đối xử với Wickham như thế nào, bà cố nhớ lại một vài nét người ta đồn về tính tình của chàng trai này khi còn bé xem có ăn khớp với câu chuyện không. Cuối cùng, bà cũng tự tin mình có nhớ trước kia từng nghe nói anh First William Darcy là một cậu bé rất kiêu hãnh và xấu tính. Bà Gardiner tốt bụng và đúng lúc nhắc nhở Elizabeth ngay khi có dịp thuận tiện nói chuyện riêng với cô. Sau khi nói thật với cô những gì mình nghĩ, bà bè nói tiếp. Cháu là đứa con gái rất khôn ngoan, Lizzie ạ, nên sẽ không yêu đương chỉ vì cháu đã được gian đe trước vì vậy mà mợ không ngại nói thẳng nói thật lòng thì mợ muốn cháu đề phòng đừng tự vướng vào hay là cố khiến cậu ta dây dưa vào tình cảm thiếu khôn ngoan do không có gia sản mợ không ghét bỏ gì cậu ta cả cậu ta là một thanh niên rất thú và nếu cậu ta có trong tay tài sản mà đáng lẽ ra cậu ta được hưởng thì mợ sẽ nghĩ cháu may mắn rồi nhưng như tình hình hiện tại thì cháu đừng chạy theo những mơ mộng cháu có lý trí và tất cả chúng ta đều mong cháu dùng nó cha cháu sẽ trông mong ở tính quyết đoán và phẩm hạnh của cháu mợ tin chắc là như vậy cháu không được làm cha cháu thất vọng nhé mợ yêu quý của cháu chuyện này quả là nghiêm túc đây phải nên mợ hy vọng cháu cũng nghiêm túc như vậy thôi được rồi vậy thì mợ không cần phải lo hoảng nữa đâu cháu sẽ tự lo cho cháu và cho cả anh wiscam nữa anh ấy sẽ không đem lòng yêu cháu nếu mà cháu ngăn được. Elizabeth, giờ cháu lại không nghiêm túc rồi. Cháu xin mọi thứ lỗi, để cháu thử lại lần nữa. Lúc này cháu không phải là anh Wiscam. Không, chắc chắn là không rồi. Nhưng anh ấy là người đàn ông dễ mến, không ai sánh kịp. Và nếu anh ấy đâm ra thật lòng quyên luyến cháu, cháu tin rằng tốt nhất anh ấy không nên thế. Cháu thấy như vậy là không khôn ngoan. Ôi trời ơi, cái gã Darcy đá si đáng ghét đó chứ cháu thấy vô cùng vinh dự vì cha luôn đánh giá cao cháu, nên cháu sẽ rất khốn khổ nếu để mất lòng tin của cha. Thế nhưng cha cháu thích anh Wiscom. Nói tóm lại, thưa mợ thân yêu, cháu sẽ rất lấy làm ân hận nếu khiến ai trong hai người không vui. Nhưng vì chúng cháu gặp nhau mỗi một ngày, và nếu đã có tình ý, hiếm khi người trẻ bị chuyện không có gia sản trước mắt ngăn trở hẹn ước với nhau làm sao cháu có thể hứa sẽ khôn ngoan hơn biết bao kẻ đồng trang lứa nếu cháu bị cám dỗ chứ hay thậm chí làm sao cháu biết rằng cưỡng lại là khôn ngoan do vậy cháu chỉ có thể hứa với mợ một điều đó là không hấp tấp cháu sẽ không vội vàng tin mình là đối tượng đầu tiên của anh ấy khi cháu trò chuyện với anh ấy cháu sẽ không ước ao tóm lại cháu sẽ cố hết sức mình có lẽ cũng tốt nếu cháu ngăn cậu ta đừng tới đây thường xuyên như bây giờ ít nhất thì cháu cũng không nên nhắc nhở mẹ mời cậu ta như hôm nọ cháu đã làm elizabeth nói và nhoẻn cười hiểu chuyện quả là thế cháu nên khôn ngoan mà tránh làm như vậy nhưng xin mợ đừng nghĩ lúc nào anh ấy cũng đến đây thường xuyên như thế chứ vì mợ mà tuần này anh ấy mới được mời nhiều đến thế đấy mợ biết tính của mẹ cháu luôn cần có người bầu bạn mà nhưng thực ra thì cháu xin hứa danh dự, cháu sẽ cố làm những gì cháu thấy là khôn ngoan nhất, còn giờ thì cháu mong là mợ hài lòng rồi ạ." Bà mợ cam đoan với cô rằng đã hài lòng. Và sau khi Elizabeth cảm ơn bà vì đã tử tế nhắc nhở, họ chia tay. Đây là một ví dụ tuyệt vời về chuyện cho lời khuyên nhủ về một vấn đề như vậy mà không bị oán trách. Ông bà Gardiner và Jane đi khỏi Hertfordshire chưa được bao lâu, thì Colin quay lại. Nhưng vì anh ta đến ở với nhà Lucas nên bà Bennett không thấy việc anh ta tới là điều bất tiện nữa. Hôn lễ của họ sắp diễn ra và đến giờ này thì cuối cùng bà cũng đành cam lòng rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí bà còn nói đi nói lại giọng điệu có bản rằng bà ước gì họ hạnh phúc. Đám cưới sẽ diễn ra vào hôm thứ năm nên hôm thứ tư cô Lucas đến chào từ biệt. Khi cô đứng lên để ra về thì Elizabeth xấu hổ vì những lời chúc miễn cưỡng và khiếm nhã của mẹ. Và chính cô cũng thực sự mùi lòng, tiễn bạn ra khỏi phòng. Khi họ cùng xuống lầu, Charlotte nói Chị mong được nghe tin em thường xuyên, Eliza. Chuyện đó thì chắc chắn là được mà chị. Chị cũng còn mong một điều nữa xin em. Em sẽ đến thăm chị chứ. Em hy vọng chị em mình sẽ thường xuyên được gặp nhau. Ở Hayfordshire. Trong một thời gian nữa, chị chưa rời Cairns được đâu. Cho nên hứa với chị là em sẽ đến Hartford đi. Elizabeth không thể từ chối, dù cô thấy trước là chuyện viếng thăm sẽ không vui vẻ gì mấy. Tháng 3 này, cha với Maria sẽ đến thăm chị. Charlotte nói thêm, nên chị mong em sẽ bằng lòng đi chung một thể, Eliza. Quả thực là em sẽ được chào đón như hai người họ. Đám cưới diễn ra, rồi từ cửa nhà thờ, cô dâu và chú rể lên đường đi Kent và ai ai cũng bàn tán hay được nghe nhiều về đề tài này như thường lệ. Ít lâu sau, Elizabeth nhận được tin của bạn và họ viết hư qua lại điều đạn thường xuyên như xưa, nhưng không thể cởi mở như trước được nữa. Elizabeth không một lần viết cho bạn mà không cảm thấy rằng mọi thân tình dễ chịu đã hết và dù cô quyết tâm không chỉnh mạng chuyện trao đổi thư từ thì đó là vì những gì đã có chứ không phải những gì đang có ban đầu cô rất háo hức nhận thư của charlotte chẳng qua vì tò mò muốn biết bạn của mình nói sao về tổ ấm bạn mình có thích phu nhân catherine không và có dám tự nhận mình hạnh phúc không nhưng đọc thư xong elizabeth cảm thấy charlotte bộc lộ suy nghĩ về mọi điều đúng như cô tiên đoán Cô bạn viết thư trong tâm trạng vui tươi, có vẻ như được bao bọc giữa tiện nghi và chỉ nhắc đến những điều đáng ca ngợi. Căn nhà đồ đạc láng giềng đường xá, tất thảy đều hợp ý cô, phu nhân Catherine thì đối xử thân tình và sốt sáng vô cùng. Đó là hình ảnh về Hasford và Rosing như Colin mô tả, nhưng được nói giảm nhẹ đi có chừng mực. Và Elizabeth nhận thấy phải chờ đến khi tự mình đến đó thăm thì cô mới biết được những thứ khác nữa. Jane viết vài dòng về cho cô em gái để thông báo rằng họ đã đến London bình an vô sự. Elizabeth mong là Jane có thể nói đôi điều về nhà biên lây ở thứ sau. Cô nóng lòng trở lá thư thứ hai và được đền bù xứng đáng như thường vẫn vậy. Jane lên thành phố đã được một tuần rồi mà vẫn không thấy nghe tin gì từ Catherine. Tuy nhiên, cô lý giải chuyện này là do bức thư vừa rồi cô gửi đi cho bạn từ Long hại vì trục trặc nào đó mà thất lạc. Ngày mai, cô viết tiếp, mợ có việc đến khu đó nên chị sẽ sẵn dịp ghé vào phố Ross -Bernard. Cô lại gửi thư sau khi đã đi thăm và gặp cô Biên Chị nghĩ Caroline đang không vui. Lời cô viết, nhưng cô ấy rất mừng khi gặp chị và trách chị sao không báo trước là chị tới London. Vậy là hẳn chị đã đúng. Lá thư vừa rồi chị gửi không hề tới tay của cô ấy. Tất nhiên là chị có hỏi thăm về anh lây Anh ấy khỏe, nhưng bận biệu bên anh Darcy đến mức họ chẳng mấy khi gặp anh ấy. Chị thấy rằng mọi người đang chở cô Darcy đến dùng bữa. Chị ước gì được gặp cô bé. Chị nắn lại không lâu vì Caroline và cô Hust sắp sửa ra ngoài. Chị dám chắc là chị sẽ sớm được đón họ ở đây. Elizabeth lắc đầu vì lá thư này. Nó làm cho cô tin chắc rằng chỉ có nhờ tình cờ thì anh Binh Lây mới biết đến chị cô đang ở trong thành phố. Bốn tuần trôi đi mà Jane vẫn không thấy bóng dáng của anh. Cô cố tự thuyết phục mình rằng cô không hối tiếc gì cả. Nhưng cô không còn làm ngơ được nữa trước sự thở ơ của cô Biên Lây. Sau nửa tháng, Jane ngồi nhà chờ mỗi sáng và chiều chiều lại bịa ra một cái cớ mới cho cô ta. Người khách cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng chuyện cô ta lưu lại trong chốc lát và hơn nữa, sự thay đổi thái độ không cho phép Jane tự dối mình thêm nữa. Lá thư cô viết cho em gái kể về dịp này xác nhận những cảm nhận của cô. Chị tin chắc là Lizzy thân yêu nhất của chị sẽ không thể đắc thắng hơn về phán đoán của mình. Mà phần sai về chị khi chị thú nhận đã hoàn toàn lầm tưởng về sự quý mến của Bingley dành cho chị. Nhưng em gái yêu quý à? dù sự thể đã chứng minh là em đúng đừng nghĩ chị bứng bỉnh nếu chị vẫn khẳng định rằng xét theo cư xử của cô ta sự tin tưởng của chị cũng tự nhiên như nghi ngờ của em chị không hiểu sao vì cớ gì cô ta muốn làm thân với chị nhưng nếu cũng tình huống ấy xảy ra lần nữa chị tin chắc là chị cũng sẽ lại lầm tưởng mãi đến hôm qua caroline mới đến thăm lại chị và trong thời gian trước đó chị không nhận được một tờ thư không một dòng nào cả khi đến thì rõ ràng là cô ta chẳng lấy làm vui gì cô ta xin lỗi hời hợt trịnh trọng vì đã không đến sớm hơn không nói lời nào là mong gặp lại chị vì đã thay đổi hoàn toàn đến mức chị cô ta đi rồi quyết lòng không tiếp quen biết này nữa chị lấy làm tiếc dù chị không khỏi trách cô ta cô ta rất sai lầm khi chọn chị làm bạn như thế chị có thể đoán chắc rằng mọi cố gắng làm thân đều bắt đầu từ phía cô ta. Nhưng chị thấy thương hại cho cô ta, vì hẳn cô ta phải cảm thấy rằng mình đã xử sự sai và chị biết chắc rằng nguyên cớ là do cô ta lo lắng cho anh trai. Chị không cần phân trần thêm nữa, và dù chị em mình biết nỗi lo lắng này hoàn toàn không cần thiết, nhưng nếu cô ta cảm thấy vậy thì có lẽ sẽ dễ dàng lý giải được thái độ của cô ta đối với chị và vì rất yêu quý anh trai của mình anh ấy xứng đáng được yêu quý cho nên cô ta cảm thấy lo lắng cho anh ấy thế nào thì cũng tự nhiên và dễ thương thôi tuy nhiên chị không khỏi lấy làm lạ là lúc này rồi mà cô ta còn lo ngại gì như thế chứ bởi vì nếu anh ấy mà có để tâm gì đến chị thì hẳn anh chị đã gặp nhau từ lâu rồi chị tin chắc anh ấy biết chị đang ở trong thành phố vì chính miệng cô ta đã nói gì đó như vậy. Vậy mà, theo cách cô ta nói, có vẻ như cô ta muốn tự thuyết phục bản thân tin rằng anh ấy thật lòng yêu thích cô Darcy hơn. Chị không sao hiểu được. Nếu chị không sợ phải đánh giá khắt khe thì chị đã gần như muốn nói rằng đầu đuôi chuyện này có vẻ gì đó rất giả dối. Nhưng chị sẽ cố xua đi mọi ý nghĩ đau lòng mà chỉ nghĩ đến cái làm chị vui tình cảm của em và lòng tốt trước sau như một của cậu mợ thân yêu hãy thư cho chị thật sớm nhé cô binh lê có nói gì đó là anh ấy sẽ không bao giờ về lại netfield nữa bỏ con nhà nhưng chưa có gì chắc chắn cả tốt nhất là ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa chị rất đỗi vui mừng là em được nghe những chuyện thú vị như thế từ bạn bè của chúng ta ở forge em hãy đến thăm họ đi với ngài william và maria Chị tin chắc rằng em sẽ rất thoải mái ở đó Thương Là thư này khiến Elizabeth khá xót xa Nhưng rồi cô vui vẻ trở lại khi nghĩ rằng Jane sẽ không còn bị phỉnh phở nữa Ít ra là thoát khỏi cô em Mọi trông đợi ở người anh giờ đã không còn chút gì cả Cô còn chẳng mong anh ta lại quan tâm săn đón Mỗi khi cô ngẫm lại chuyện đó thì nhân cách của anh ta lại kém đi trong mắt của cô Và như để trừng phạt anh ta, là thư này khiến cho elizabeth khá xót xa nhưng rồi cô vui vẻ trở lại khi nghĩ rằng jane sẽ không còn bị phỉnh phờ nữa ít ra là thoát khỏi cô em mọi trông đợi ở người anh giờ đã không còn chút gì cả cô còn chẳng mong anh ta lại quan tâm săn đón mỗi khi cô ngẫm lại chuyện đó thì nhân cách của anh ta lại kém đi trong mắt của cô và như để trừng phạt anh ta và đó cũng có thể là điều lợi cho jane cô thật lòng mong anh sớm cưới em gái của Darcy. Vì nếu đúng như lời Wickham kể, cô bé làm anh vô cùng hối tiếc con người của anh ta đã hát hồi. Cũng trong khoảng thời gian này, bà Gadier nhắc Elizabeth nhớ lời cô đã hứa có liên quan đến wiscam và hỏi tin. Elizabeth kể cho bà nghe một tin có lẽ sẽ khiến bà hài lòng. Dù cô thì không sự ưa thích ngoài mặt của anh ta với cô đã vơi, những sân đón đã hết anh đã say mê một người khác. Elizabeth đủ thận trọng để thấy tất cả. Nhưng cô có thể thấy và viết về điều đó mà không thực sự xót xa. Cô chỉ hơi chạnh lòng và cô được thoản thói hão huyền khi tiên rằng nếu tài sản cho phép thì anh chỉ chọn cô. Bỗng đâu được sở hữu 10.000 bảng là sức hấp dẫn đáng kể nhất ở thiếu nữ mà giờ đây anh tìm cách lấy lòng. Nhưng Elizabeth, trong trường hợp này có lẽ không sáng suốt bằng trong trường hợp của charlotte không tranh cãi khi anh mong muốn được cô độc lập cái lại không gì có thể tự nhiên hơn và mặc dù cô đủ sức cho rằng anh cũng phải có đôi chút day dứt khi ruồng bỏ cô cô sẵn sàng cho phép đó trở thành một phương sách khôn ngoan và đáng mong muốn với cả hai và rất thật lòng mong anh được hạnh phúc cô đã thưa thật hết mọi chuyện này với bà gardiner kể lại các tình tiết xong cô bè nói tiếp thưa mọi yêu quý, giờ đây cháu tin chắc rằng cháu chưa yêu tha thiết. vì nếu cháu thật sự cảm nhận tình cảm say đắm thuần túy và ngây ngất, thì lúc này chỉ cần nghe đến tên anh ấy thôi là cháu cũng ghét rồi và nguyền rủa cho anh ấy chịu mọi kiểu tai họa. nhưng cảm xúc của cháu bây giờ không chỉ thân ái đối với anh ấy mà thậm chí còn với cả cô King. cháu không thấy mình oán ghét gì cô ta cả, hay có chút nào miễn cưỡng khi nghĩ cô ta là kiểu con gái tử tế. Từ đầu đến cuối chuyện này không thể có tình yêu. Sự thận trọng của cháu đã có kết quả. Và dẫu nhất định cháu sẽ thành mục tiêu thú vị hơn cho mọi người quen biết nếu như cháu yêu anh ấy cuồng si. Cháu cũng không thể nói rằng cháu tiếc vì mình khá soảng xĩnh. Đôi khi phải mua giá trị bằng cái giá quá đắt. Kitty và Lucia để bụng chuyện anh ấy cao chạy xa bay hơn cháu Chúng nó còn trẻ dại về chuyện đời Nên chưa mở lòng và tin sự thật ê chề rằng Những anh chàng bảnh trai cũng cần có gì đó để sống Như những anh chàng xấu xí vậy Người mở Gardiner dù chỉ mới xuất hiện trong có hai chương Nhưng đã cho độc giả thấy được mắt nhìn người Và khả năng đánh giá vấn đề đầy sự trải nghiệm của mình Không nói rõ được liệu những lời dặn dò của bà có giúp Elizabeth nhiều không Nhưng ít ra nó khiến cô tỉnh táo hơn trong việc chọn thái độ ứng xử với tay Wickham Người luôn tỏ ra là mình tử tế nhưng theo kinh nghiệm của anh bóng đêm liên tục nói xấu người khác sau lưng thì chẳng bao giờ là tử tế cả